Khô hơn số 1, đơn nam trận đấu số 12, Nguyễn Hải Đăng Việt Nam thi đấu với Sanchi Sandra Senraha Ấn Độ. Trọng tài chính Nguyễn Phạm Duy Anh, trọng tài Phạm Giao Cầu Mai Lăng Yên Việt Nam. Nhiều nước nó cũng vẫn giữ nguyên như thế, sau đó cuối cùng đó là đề xuất là cùng xác nhận vấn đề đó. Mà ngay cả vận động viên đánh đôi cũng thế, đánh để ngay nó không quy định là non. Lúc đấu và nên off bây giờ khi sử dụng sẽ từ việc đăng ký và tên họ gia đình. Just,